Khu công nghiệp V-Sit 1 tại huyện Hưng Nguyên khởi công xây dựng từ năm 2015, đến nay đã lấp đầy 100% 250 ha diện tích đất công nghiệp. Đầu năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn V-Sit Nghệ An tiếp tục được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thọ Lộc V-Sit 2 tại huyện Diễn Châu với quy mô khoảng 500 ha. Hiện công ty đang phối hợp với địa phương và các ngành liên quan khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thi công vào đầu năm 2024. Đối với dự án thứ hai, khu công nghiệp V-Sit 2 mở rộng 500 ha ở Diễn Châu, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh và chính quyền địa phương. Chúng tôi hiện đang bắt đầu giai đoạn giải phóng mặt bằng. Tôi hy vọng bước tiếp theo sẽ được đẩy nhanh hơn và mong rằng sau Tết chúng tôi có thể triển khai thi công. Khu công nghiệp WHA Nghệ An giai đoạn 1 được khởi công xây dựng từ năm 2017 với quy mô gần 150 ha tại huyện Nghi Lộc, đến nay cũng lấp đầy khoảng 80% diện tích. Để sẵn sàng quỹ đất đón làn sóng FDI, tập đoàn WHA tiếp tục tăng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giai đoạn 2 với diện tích trên 350 ha. Mặc dù chưa hoàn thiện hạ tầng, nhưng nhiều nhà đầu tư thứ cấp đã đến tìm hiểu để thuê đất. Vì vậy mà công ty dự kiến sẽ tiếp tục tăng vốn đầu tư mở rộng khu công nghiệp tại Nghệ An. WHA Industrial Zone 1 Nghệ An mở rộng đầu tư ra ngoài Thái Lan vào năm 2017. Giai đoạn 1 đã cơ bản lấp đầy, giai đoạn 2 đang xây dựng. Hiện tại, tình hình vận hành tại WHA Nghệ An đã ổn định. WHA đang lên kế hoạch mở rộng giai đoạn 3 250 ha và sẽ khởi công xây dựng vào cuối năm 2024. Về lâu dài, chúng tôi dự định mở rộng sang giai đoạn 4 để đạt 2.100 ha. Đầu năm 2021, công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt được Ủy ban Nhân dân tỉnh trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khu công nghiệp Hoàng Mai 1 với quy mô gần 265 ha. Đến nay, 80% diện tích đất công nghiệp đã được lấp đầy. Công ty dự định sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 3 khu công nghiệp và 3 dự án du lịch nghỉ dưỡng giải trí. Trong đó, dự án khu công nghiệp Hoàng Mai 2 đã được Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn gần 1.900 tỷ đồng trên diện tích gần 335 ha tại thị xã Hoàng Mai vào tháng 10 năm 2023. Hoàng Mai 2 thì đang giải phóng mặt bằng. Tôi dự kiến là trong vòng khoảng 2 năm nữa cũng là lấp đầy cái khu công nghiệp Hoàng Mai 2. Hiện tại khu công nghiệp Hoàng Mai 2 thì cũng có rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Trong thời gian tới thì chúng tôi dự kiến là triển khai hai cái khu công nghiệp nữa, là một là khu công nghiệp Tân Thắng, hai là khu công nghiệp Ngọc Châu. Cả hai khu công nghiệp này đã đưa vào quy hoạch của tỉnh. 2 năm trở lại đây, Nghệ An đã trở thành điểm đến mới cho các đại bàng công nghệ như Foxconn, Luxair, Gowatech, Evergreen và Zuteng. Hơn nữa, hiện nay thị trường bất động sản công nghiệp ở Việt Nam đang hết sức sôi động khi nhiều tập đoàn lớn dịch chuyển chuỗi cung ứng sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Và Nghệ An được đánh giá là một trong những địa phương có nhiều dư địa và lợi thế để quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp lớn nhằm thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao và hiệu quả.